Review nước hoa Body Mihimang. Nhắc đến nước hoa, chúng ta không thể không nhắc đến nước hoa Body Mihimang đang hot dần dần gần đây. Bằng chứng chính là những sản phẩm này đang được tẩu tán với số lượng cực lớn trên các sàn thương mại điện tử ở Việt Nam. Đôi nét về thương hiệu Himang. Himang là một thương hiệu nội địa Trung chuyên sản xuất về sản phẩm nước hoa. Điểm nổi bật của thương hiệu này chính là giá thành. Những sản phẩm của Himang đều khá rẻ nên ai cũng có thể dễ dàng sở hữu. Hãng có nhiều dòng sản phẩm đa dạng trên thị trường như là nước hoa khô, Body Mi. Thiết kế nhỏ gọn cùng với chất lượng tốt nên được nhiều người tin dùng. Mùi hương nước hoa Body Mi Himang. Himang là một thương hiệu luôn chiều lòng khách hàng, tung ra rất nhiều mùi hương đa dạng. Cụ thể cho phiên bản lần này bao gồm 7 mùi hương khác nhau. Anelipise, màu hồng, hương thơm chín mọng của trái đào, vừa dịu dàng mềm mại lại thanh thoát tựa như một khu vườn ngập tràn hương hoa và trái cây. Dream Zipense, màu xanh, hương hoa và trái cây ngọt ngào, trong trẻo như một giấc mơ. Đây là một trong những mùi hương tươi mát nhất, thiên nhiên nhất. Heaven đập ra kép rui, màu hồng nhạt, hương trái bưởi ngọt ngào, mềm mại nữ tính, chắc chắn bạn sẽ thấy cực kỳ fresh. Tokyo Citrus, màu cam, hương trái cây họ cam chanh hòa quyện với hương bạc hà thanh mát, tươi tắn đậm chất mùa hè, mang lại sự sạch sẽ thuần khiết nhất. Kiu Miu, màu trắng, hương sữa tươi đơn giản tinh khiết, lạ lẫm. The Jay Wimet, màu hồng đậm, hương hoa nhẹ nhàng, quyến rũ cho buổi hẹn hò đầu tiên. Mùi hương tỏa ra khí chất thanh lịch, nhẹ nhàng, tinh tế giúp các nàng có thể tự tin với người đối diện. Quai Moon, màu trắng trong, hương trái dâu đen hòa quyện với hương nguyệt quế và hương gỗ. Mùi hương vừa ngọt ngào, thanh tao và lịch lãm nên có thể sử dụng cho cả nam lẫn nữ. Đánh giá nước hoa Body Mi Himang. Nhược điểm, chai thủy tinh dễ vỡ nếu bất cẩn. Thành phần có chứa cồn, không tốt cho người bị dị ứng với cồn hoặc sở hữu làn da khô ráp. Mùi hương đơn giản, không có nhiều tầng hương. Mô tả sản phẩm hoàn toàn bằng tiếng Trung. Không có nhiều nơi bán uy tín, đáng tin cậy. Thời gian lưu hương khá thấp khoảng 4 giờ. Tuy nhiên với giá thành rẻ thì thời gian này khá hợp lý. Ưu điểm, thiết kế đẹp mắt sang trọng. Vỏ chai từ thủy tinh trong suốt nhìn thấy được màu nước hoa bên trong. Tinh dầu chiết xuất từ thiên nhiên. Khả năng giữ mùi hương khá ổn, giá bán rẻ. Đặc điểm nổi bật của nước hoa Body Mi Himang. Body Mi chính là một sản phẩm kết hợp hài hòa giữa nước hoa và sữa dưỡng thể. Có thể nói đây là một sản phẩm mang trong mình cả hai tính năng, vừa đem lại hương thơm vừa chăm sóc cho làn da mỏng manh. Hãng đặc biệt cho ra rất nhiều mùi hương nhẹ dịu, tươi mát phù hợp với tất cả giới tính và lứa tuổi. Mùi hương đặc biệt làm nên tên tuổi của hãng là hương thoang thoảng thanh mát chứ không hề nồng hắc như nhiều thương hiệu khác. Với đa số mùi hương từ thiên như hoa quả thì chắc chắn nó sẽ đem lại cảm giác dễ chịu, sảng khoái. Vì vậy mà chúng phù hợp để xịt hàng ngày đi làm hay đi chơi. Hướng dẫn sử dụng nước hoa Body Mi Himang. Lắc đều, xịt cách cơ thể 15-20cm. Xịt ở những vùng cơ thể tập trung nhiều mạch máu, da ẩm và nhạy cảm như cổ tay, sau gáy, giữa ngực, để hương thơm có thể khuếch tán đồng thời cũng giữ mùi được lâu hơn. Lưu ý, không xịt vào nơi có vết thương hở. Không nên sử dụng những sản phẩm lotion hoặc kem chống nắng body có mùi quá nồng sẽ lấn át đi mùi nước hoa. Thử trước lên cổ tay trước khi dùng toàn cơ thể để tìm ra hương thơm mình thích. Xịt lên da hương thơm sẽ lưu lâu hơn khi xịt lên quần áo. Với những đặc điểm nổi bật của nước hoa Body Mi Himang chắc chắn sẽ làm hài lòng người xịt và người xung quanh. Còn chần chừ gì nữa mà không đặt hàng tại link bên dưới. Hãy nhấn follow fanpage của Beauty Insider để cập nhật thêm nhiều dòng sản phẩm hot trend nhanh nhất nhé.